Có nhiều người trên mạng nghe, người ta không có biết, người ta viết những lời bình, thí dụ nơi này nuôi dưỡng lão, các cô chú ông bà ơi, ai cơ nhỡ đi lang thang ngoài đường về chùa hộ pháp đi. Nói tao cái này nhà Đức đính chính cho rõ ràng nha quý vị, chùa chúng ta là nuôi người niệm Phật cầu sanh cực lạc chứ không phải là nuôi dưỡng lão, rõ ràng nghe. Ai về đây ở là mục tiêu niệm Phật cầu sanh cực lạc, là người này phải được trải nghiệm qua thời gian tu và phải được đi đến chùa đây cộng tu, rõ ràng có thời gian và chấp hành quy củ đàng hoàng theo tổ chức để sắp xếp thì mới vô đây ở, hoàn toàn không có đóng một phí gì hết, nếu đã là niệm Phật được và chấp hành quy củ đàng hoàng, chỉ có như vậy thôi. Còn ai hỏi rằng vô đây có cầm gì theo không, những đức nói chỉ cần cầm theo một bộ đồ lam bặn, còn vô đây không có nhà chùa cũng mua luôn nữa, không sao. Còn nếu không có đồ lam thì bặn một cái đầm cái riếp gì vô đây rồi thay, nó là nói tặng cùng luôn rồi đó. Nhưng mà cái quan trọng là vô đây phải chấp hành theo quy củ trong nhà chùa, và người này phải chịu niệm Phật, chịu tu, mục tiêu là cầu giải thoát, chứ không phải là vô đây hoàn toàn là ngồi nằm chơi rồi tới giờ đi ăn cơm. Không phải, đa phần các cụ ở đây đều là những cụ một ngày tu bốn thờ, cụ nào vẽ thì phụ gì được phụ, có nghĩa là mình phải thao tác trong công việc, và đây là một chỗ tu tập để cầu sanh cực lạc, chứ không phải là một viện dưỡng lão như một số người người ta nói rằng, này các ông bà cô chú ơi, cơ nhỡ lang thang ngoài đường rồi vô đây ông thầy Đức lo hết trơn. Nó không có, chuyện này không có dễ ăn, nói cho rõ ràng nha quý vị. Để không thôi người ta nghe vậy, người ta vô đây cái mình không nhận người ta nói mình sao. Nói bây giờ trên mạng nhiều lắm, người ta nêu lên vậy, nhưng mà sự thật với quý vị là vô đây phải rõ ràng quy tắc, nên chùa nó có quy tắc quý vị coi. Người ta ngồi nghe pháp, ta ngồi im re thấy không, chứ gặp một bà cụ bà không biết gì bà nhảy tưng 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 tưng, ai chịu nổi, thấy không đó, rồi bà chữ sùm chứ ai chịu nổi. Nên đông người nhưng mà nó có quy tắc, có tổ chức đàng hoàng. Và nhớ kỹ, bà cụ này vô không có nhận một cát bạc, nhưng bà cụ này phải có tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn là bà cụ này phải tỉnh táo, tay chân lành lặn, đi được, dù cỡ nào cũng đi ăn cơm được, đi tắm được, đi ngủ được, đi tiểu được. Dù lớn tuổi thì sao, nhưng mà những cái đó phải được, chứ không phải gọi là đem băng ca bưng vô đây đâu nghe chàng. Cái nào nói rõ ràng quý vị là quý vị, để ban tổ chức người ta làm cho nó dễ. Đó, chứ bây giờ người ta tung lên mạng quá chàng luôn. Bữa đó thấy nghe rõ ràng, ông bà cô chú ơi, cơ nhỡ đi ngoài đường ơi, bán vé số ơi, vô đây thầy Đức lo hết trơn. Dễ quá, cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ, thấy không? Nêu rất rõ ràng. Đó nên á, mỗi một con người chúng ta quý vị, mình gặp Phật pháp, mình biết niệm Phật, mình biết tu rồi á, bản thân người nào thì cũng có bệnh đau hết trơn á. Nhìn quý vị thấy những đức cũng bệnh mà, cũng như bao nhiêu con người khác, nhưng mà cái đặc biệt là tâm trạng. Bây giờ những người người ta nghe ung thư một phát thôi là người ta xanh mặt xanh mày, tay chân bủng rủng mặt mày. Nói sao chị? Ung thư. Ung thư hả? Cái bà đó hôm qua bà khỏe, bà đi ngờ ngon lạnh luôn. Tự nhiên đi khám bệnh, bác sĩ nói cô bình tĩnh nghe cô. Nói cho cô nghe cái này, bệnh tình của cô nguy hiểm lắm. Bác sĩ nói đi bác sĩ, tôi bệnh gì bác sĩ? Cô có triệu chứng ung thư thời kỳ cuối. Cái gì vậy bác sĩ? Nói lại đi bác sĩ. Còn con cái nhà tùm lum tùm la chứ. Ung thư hả? Hả? Xỉu. Thấy chưa? Cái tâm mà lo sợ quý vị, rồi bắt đầu về ngồi suy nghĩ, suy nghĩ rằng bây giờ mình bệnh đau như vậy, rồi mình chết đi, rồi chồng con hay vợ con của mình
gia đình sự nghiệp mình sao? Không, cái bệnh này nhiều lắm nè. Cái bệnh này là bản thân mình còn lo chưa xong mà mình đang lo gì đó quý vị. Ghê không? Đó, cái đặc biệt của người nghe đạo biết tu là khi mình bệnh đau đến thì bản thân mình ha, tới ơi, tới cái gì? Phật sắp rước rồi. Đó, hiểu không? Khác người ta là như vậy. Nó nên mỗi một con người phải cần tỉnh táo, bình tĩnh, đừng có sợ. Chuyện đâu còn có đó, bệnh đau chưa phải hẳn là chết. Đừng có sợ, sợ nó dọa mình còn chết sớm hơn. Ở bên hộ pháp có bà cụ kia, đúng là nhìn thân người, đúng là thân tứ đại rã rờ ghê thiệt. Ung thư gần cổ, những đứa coi chừng mai mốt coi chừng ung thư gần cổ, thấy đau hoài chứ gần cổ chứ ung thư. Ung thư cổ, tính trước đi, mai mốt ung thư thiệt thì không có sao. Uống nước, phải không? Uống đây, chảy đây nè, lấy cái ly hứng lại, hứng xong quất lên nữa, ly kia hứng lại. Tại vì bây giờ ở đây nó chảy đây, thì chảy xuống đây thì uống lên lại, vô được nhiều vô. Thí dụ như cần cổ nó xuống, bình thường thì uống 10 phần vô 10 phần đúng không? Bây giờ nó lủng ngay chỗ này, uống 10 phần nó đổ ra 5 phần, còn 5 phần nó chảy ở đây, lấy cái ly này hứng. Uống đây có cái cô bưng cái ly để vậy nè, uống vô hứng lại, uống vô hứng lại 3-4 lần vậy thì mới hết nước đó. Còn ăn cơm, ăn ở đây, cơm lọt ở đây, hứng lại, quất tiếp tục bỏ lên, lọt hứng lại, cứ làm lai rai vậy, ăn lâu lắm á, chết. Vô hỏi bà cụ, bà có niệm Phật không? Sao niệm thầy? Ồ này sao thấy mà bệnh đau mà nói chuyện lớn như vậy này? Muốn giảng sanh. Giảng sanh mạnh quá. Này, trong thời điểm này mà không giảng sanh, không muốn giảng sanh thì đi đâu? Gùng đùi chứ. Không? Nè, bà cụ tâm quyết mạnh quá ha. Vậy không tâm quyết mạnh với ai? Tâm quyết mạnh. Mỗi ngày thầy đều khuyên cái chuyện niệm Phật giảng sanh mà. Bây giờ phải giảng sanh thì cực lạc, thì trả ơn cho hòa thượng, trả ơn cho thầy. Không giảng sanh chứ đi đâu? Giảng sanh, giảng sanh thì cực lạc mới được. Thấy không? Ghê không? Cổ lủng, nói chuyện rầm rầm. Ghê không? Cái người niệm Phật giảng sanh nè. Nó hỏi đau không? Không. Sao nói câu nào cũng lớn quá vậy? Còn cổ lủng sao nói lớn thế ghê chẹt. Ngồi niệm Phật, những đức niệm A Di Đà Phật, bả A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dựng dạp cái chạy, giống như bả còn chút hơi sức bả đánh hoàn toàn quý vị. Bả nghĩ rằng nay mai gì bả giảng sanh. Bây giờ thì quý vị biết mỗi ngày bả cái khăn cái để gì nè, lúng lỗ để khăn gì, người hồn. Nó bệnh đến mức đó là dữ dằn lắm đó quý vị ơi. Bây giờ có cụ đây chưa đến nỗi cụ nào gì, thấy không? Bệnh đau ho hen vài cái mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng không? Chứ đừng có mà uống thuốc thì uống thuốc tùy các cụ, thấy không? Nhưng mà các cụ phải ngồi suy nghĩ cho thật là kỹ. Nếu một ngày nào thọ mạng đến, cái tâm quyết các cụ có phải 100% là các cụ muốn giảng sanh hay không? Hãy hỏi lại lương tâm của mình. Đừng có để luống qua một đời tu uổng lắm các cụ ơi. Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó gặp, tịnh độ càng khó gặp hơn. Giờ cơ hội này các cụ, cơ hội ta hộ trì cho mình hết, cơm ăn áo bạn cuộc sống đầy đủ hết trơn, không cần lo. Mà đời này mà không niệm Phật giảng sanh được đó nghe, uổng lắm nghe các cụ, uổng lắm á. Nên đại chúng trong đây coi coi cái tâm mình hiện tại mình còn buồn ai không, mình còn giận ai không, ai còn buồn giận đưa tay coi.
đưa lên, đưa lên. Ai mà còn buồn giận tôi bẻ tay người đó. Giờ nhà Đức hỏi đại chúng là buồn giận có hạnh phúc gì không các cụ? Có hả? Không mà không được. Buồn giận mà hạnh phúc sợ luôn. Thấy không? Nè. Buồn giận người ta thì ăn không ngon, ngủ không yên, không có kết quả gì chứ. Không? Nó nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười một cái nó đặc biệt, cười thêm cái nữa coi. Cười vẫn là hay, đúng không? Nhớ nha quý vị, đời đạo gì cũng vậy, có nụ cười là có ngày mai, và nụ cười sẽ hóa giải hận thù, nụ cười sẽ hóa giải nghiệp chướng, và nụ cười cũng giúp cho cặp mắt mình nhướng nhướng. Quý vị mà vui cười có năng lượng, quý vị đi gặp người ta cặp mắt vì nhìn người ta cũng thu hút nữa. Quý vị mà không có nụ cười mắt vì gì nè, nhìn ta chạy mắt dép, thấy không? Đó. Ngày chủ nhật á các cụ, những Đức ngồi chia sẻ Phật pháp á, có bà ngồi trước mặt bà ngủ gục. Những Đức giảng một chút, những Đức nhìn bà, bà vừa mở mắt ra, những Đức làm nè. Xong là bà mở ra một chút, cái cụ bà mở ra thêm một chút nữa, xong bà mở ra những Đức nhìn bà, những Đức làm nè. Ồ, bà lấy tay bà chạm mắt li lịa cụ ơi. Bà tưởng đâu là bà nhìn lầm sao, thầy cũng đá lông nghéo mình ta. Chùi con mắt. Xong bà nhìn lại những Đức nhìn bà, những Đức làm nè. Ồ, ồ bà làm mình nè cụ. Rồi bà ngủ luôn. Kệ mình làm sao, miễn ta tỉnh người ta nghe pháp. Chứ đá một cái gì nó có ăn thua gì, đúng không các cụ? Ừ. Làm sao không biết mà làm cho ta tỉnh. Nên tại sao mà cái chỗ như Đức giảng mà ngày chủ nhật á các cụ, cái mặt tiền chỗ đó cao cấp lắm nghe các cụ, không có đơn giản. Bây giờ mỗi người người ta có cái vé chỗ đó là mừng lắm. Bây hổm mà phát vé mà bị lọt ra, mấy bà đi mấy năm mà bà không có, bà về bà buồn, mấy ngày nay mới nhắn tin. Sao mà trong lòng nó cảm thấy nó buồn, thiệt là buồn biết sao. Nghe pháp bao nhiêu năm nay thật cái sự muốn giảng sanh dữ lắm, nhưng mà sao không cho cái phiếu trong lòng nó tủi thân gì đâu. Mấy ngày nay về nhà mà ăn không ngon, ngủ không yên chút nào, dù là nghe pháp nghe vẫn là hiểu, nhưng mà sao trong lòng mà thấy nó buồn tê tái cõi lòng sao. Còn nhắn tin thôi, nghiệp cái ghê cụ ơi. Xong những đứa cười sờ chiều kêu cô Liên Xa làm thêm 20 cái phiếu, cái kia là 1 2 3 4 5 6 7, còn này là 1A 1B 1C 1D, 24 chữ cái, có chung 1 đầu tiên, số 2, số 3. Kế đó là cái chữ cái để cái số lạ. Thế mình đưa với bà cái phiếu đó là cái phiếu mà gọi là phát sinh bất tử. Không đơn giản đâu các cục. Thì thôi mình cũng cố gắng, mình làm sao cho nó tặng đáy lòng. Chứ bây giờ mà mình sống không chưa hết lòng thì lương tâm mình vẫn thấy mình phải cần suy nghĩ. Nó nên mình tu tập làm sao mà cái tâm con người mình nó càng ngày nó phát rộng lớn ra các cụ. Mà cái tâm mà nó đã rộng lớn rồi, nó ít bao giờ có cái chuyện buồn lắm. Giống như biển cả mênh mông vậy, quá rộng lớn, nó là mênh mông là quá rộng lớn. Bây giờ một dòng sông nước đục có đổ vào biển đi chăng nữa thì nước biển vẫn luôn luôn duy trì được nước trong. Tại vì sao? Hỏi tại sao một dòng nước đục đổ vô mà biển vẫn là trong, thì biển trả lời rằng vì tôi quá lớn, tôi lớn quá
Nên bạn có một dòng nước đục đổ vô tôi làm sao bị đục. Còn một dòng sông nhỏ thì chỉ cần một dòng nước nhỏ đổ vào thì nước sông nó bị đục liền. Hỏi tại sao bạn dễ bị đục như vậy? Thì nói tôi quá nhỏ. Còn nếu như một cái lu, chỉ cần một cái muỗng mực cái gì chế vô là lu nước nó bị ảnh hưởng rồi. Hỏi vì sao bạn dễ đục? Vì tôi cái lu là quá nhỏ. Còn nếu như một cái ly thì bạn chỉ cần một chút xíu búng vào thì nó đã đục rồi. Hỏi cái ly gì sao bạn dễ đục? Vì tôi quá nhỏ. Nên con người chúng ta nếu tâm lượng mở rộng lớn ra thì ít có ai làm mình phiền não lắm. Nhưng nếu tâm mình cứ duy trì cái nhỏ đó thì mình dễ phiền não lắm quý vị ơi là quý vị. Hiểu không? Nó nên tu hành cái quan trọng là gì? Mở rộng tâm lượng hay không? Như những đức thường nói với các anh em trong chùa, ai làm được thì anh em làm đi. Bản thân chúng ta có hộ trì các anh em nó khỏe dữ lắm. Những đức cũng hiểu nguyên lý này. Nên mấy anh em làm được những đức hết lòng hỗ trợ đi. Nên cứ làm đi. Những đức không có đặt vấn đề gì đâu. Cứ làm hết lòng mình đi. Những đức thường nói câu là hãy suy nghĩ cho thật kỹ khi mình làm. Vậy thôi. Đừng có bỏ bê, đừng có phí phạm. Chỉ như vậy thôi à. Chứ ngoài ra mấy anh em cứ làm đi. Tặng đáy lòng đi. Nó mình giảng pháp á các cụ. Hồi đó tới giờ những đức quen. Chứ nhìn cái hướng bên phải này không à. Viết á thành bệnh niệm. Cái nhìn bên phải. Nó viết bây giờ mình phải. Nó mấy cậu thấy chưa? Kinh không? Sao mình rồi bắt đầu cái cụ coi nè. Thì mình biết rồi. Cái tạp khí của mình là cái gì thì nó nặng chỗ đó, phải có thời gian để điều chỉnh. Chúng ta nặng về tham sân si dữ lắm. Đâu có dễ đoạn tham sân si. Bây giờ chúng ta có khả năng để phục tham sân si bằng cách nào? Tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì mình quá muốn giảng sanh, mình đặt một cái tín nguyện cực kỳ mạnh, mục tiêu cực kỳ mạnh. Từ nơi đó mà chúng ta phục được. Phục là gì? Là giữ lại, duy trì lại, không phải làm cho tiêu. Tham sân si vẫn còn, nhưng mà chúng ta chịu lại, chịu lại, rồi nó nằm im lại, nó không phát triển được. Nhưng chúng ta chỉ cần lơ là về tín nguyện là nó bùng phát liền. Vì tham sân si nó còn ở như vậy, giống như một cái lu nước. Khi đục chúng ta lấy phèn, chúng ta lóng, lóng xong chúng ta thấy trong. Nhưng thật sự thì cặn bã vẫn còn nằm ở dưới đáy lu. Nên chúng ta khéo léo múc nước nhẹ nhàng để đừng động đến cái đáy lu. Thì chúng ta sống trong cuộc đời này cũng vậy. Tham sân si có vật hiệu phục được thì nó nằm ẩn ở dưới. Chúng ta chỉ cần lơ là thì giống như một cái lu nước, và chỉ cần đút tay vào quẩy nhẹ thôi là tức khắc cặn bã bốc lên, nước trở lại đục lại. Nên á, chúng ta nói tu đời này mà ở cõi này mà đoạn tham sân si thì không có làm được. Vậy chúng ta phải làm sao? Tín nguyện để phục. Phục là duy trì lại, là đè lại, là giữ lại, không cho tham sân si này phát triển. Tham sân si vừa phát triển, chúng ta nghĩ tương lai chúng ta là người ở thế giới cực lạc. Nên cái tham sân si tức khắc đứng duy trì lại. Và chúng ta thật sự là chúng ta hiểu nó. Nguyên lý của tham sân si chúng ta hiểu. Hiểu rồi chúng ta không muốn tham sân si kéo dài. Nhưng có không? Có. Nhưng không cho nó kéo dài. Nó vừa hứng khởi thì chúng ta đã có câu vật hiệu đè phục, duy trì giữ một chỗ. Nên cái pháp tu niệm Phật là cực kỳ quan trọng. Vậy thì tham sân si nó cũng nằm trong bệnh đau buồn khổ. Vì tham không được, không có, thì tự nhiên con người mình nó sẽ phát cái tư tưởng sân hận. Sân hận rồi chúng ta tức tối thành cái ngu si. Nên
buồn khổ bệnh hoạn này cũng từ nguồn gốc của tham sân si, nguồn gốc của tham sân si mà ra. Nên tại sao bệnh đau như vậy duy trì được trạng thái là vì bản thân của mình biết thân này là tứ đại. Nhìn bao nhiêu người sống đó chết đó, mới sáng đưa mà cụ lên đài quả táng nữa. Cõi này ưa hết hồn, đưa bà cụ lên đài quả táng. Mà cái chương trình mà đưa người vãng sanh của chùa mình bây giờ nghe quý vị, cái chương trình mà đưa người vãng sanh của chùa mình bây giờ á, ghê quá. Sau đó cái vụ giáng sanh này gì hú hét mà kêu hoài vậy ta. Giết mà quý vị biết rằng là Phật tử ta coi càng ngày càng đông, coi ngày đông lắm. Vì sao? Vì thấy cái quan tài chết là nhìn vô thường, nghe những buổi nói chuyện thì xác thực vô thường, để cảnh tỉnh chúng ta siêng năng niệm Phật. Nên mỗi lần mà thấy người bệnh đau, thấy người chết là chúng ta càng tinh tấn thêm. Nên mình ở trong cái ngôi chùa niệm Phật, bản thân chúng ta là người khỏe, thường đi thăm các cụ yếu. Chỉ càng ngồi ăn cơm mà quan sát mấy cụ yếu đi khập khệnh, chúng ta cũng nhắc mình sẽ đi vào ngày đó. Nên bản thân chúng ta ngày hôm nay còn khỏe, phải tinh tấn dũng mãnh, làm những việc gì làm được chân thật mà làm. Giống như Đức thấy không, cần cổ đau như vậy mà nói chuyện rầm rầm, nói một chút nó bị nhẹ tiếng nói lại. Chứ ngoài ra bản thân cũng nỗ lực hết mình, người ta cũng nhìn được như vậy. Quý vị ơi, trong cái cuộc đời này, chúng ta chân thật nhiệt tình, dù chưa có người nhìn ra nhưng cũng sẽ có người nhìn ra. Chúng ta hãy chân thật nhiệt tình đúng với lương tâm mình đi. Nên có câu nói rất là hay: đừng sợ người ta không biết đến mình, chỉ sợ mình có đầy đủ đức hạnh để người ta biết đến mình hay không. Đúng không? Nên chúng ta hãy sống tận đáy lòng đi. Với mấy mươi năm của cuộc đời chúng ta đến cõi này, vai trò nào nên làm nhiệt tình với vai trò nấy. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói chọn hết bổn phận. Đã chọn hết bổn phận rồi thì những đức thêm cái câu sau: thành bại tùy duyên. Nhớ cái câu tròn hết bổn phận là ở thế gian, thành bại tùy duyên là ở thế gian. Nhưng cái việc mà quyết chí niệm Phật giảng sanh là cá nhân của mỗi một con người. Việc này chúng ta phải nỗ lực hết mình mà làm. Như lo cho các cụ, nhà Đức lo nhiệt tình hết mình. Nhà Đức khuyên các cụ khôn hơn cạn tiếc, quý thầy quý chú nhiệt tình nhắc nhở. Nhưng các cụ không giảng sanh, đó là chuyện của các cụ. Mình khuyên các cụ niệm Phật giảng sanh, mà nếu như các cụ không giảng sanh mà các cụ đi ăn bánh canh thì kệ các cụ, chứ sao bây giờ, đúng không? Nhưng cái việc mình lo cho các cụ, mình phải lo cho các cụ à, hết lòng hết dạ thôi. Nên như đây quý sư cô đồ nè, có một á, cái ông này ông xuất gia, ông mắc xong ông đi xuống với âm phủ gặp vua Diêm Vương. Vua Diêm Vương nói rằng ông là đệ tử của Đức Phật, vì sao không đi chầu Thế Tôn mà đi chầu Diêm Vương? Thì ông nói một câu: thì tôi đệ tử của Đức Phật mà tôi không có làm theo cái giáo pháp của Phật, tôi không có hướng đến giải thoát bên cạnh Đức Thế Tôn, mà tôi bị danh lợi chói buộc, ràng buộc nặng nề, bây giờ hối hận cũng muộn màng, nên tôi không đi chầu Như Lai được, mà tôi đi đến đây để chầu Diêm Vương. Nên mỗi một con người chúng ta được học Phật pháp, cái giáo pháp của Phật là để dạy chúng ta giải thoát. Nhớ, cái giáo pháp của Phật là mục tiêu dạy chúng ta giải thoát.
Bây giờ chúng ta làm bao nhiêu việc lớn gì mà cái tâm giải thoát mất đi thì chúng ta đâu phải là người thị tử chân chính ở trong giáo pháp của Đức Phật. Cái quan trọng là cái tâm quý vị có nuôi được cái tâm giải thoát hay không. Ai giúp mình bằng chính mình giúp mình. Giải là hiểu được cuộc đời vô thường. Thoát là buông xuống những thứ phiền não không vừa lòng, không vừa ý. Cái giải thoát là cực kỳ xác thực trong cái cuộc đời chúng ta. Vì sao thường những đức vui? Là vì trong tâm những đức mục tiêu là sanh cực lạc, chứ không phải ở cái cõi này. Nên mình hiện tại ở đây nhiệt tình hết mình, thuận lòng hay là nghịch ý, chúng ta tùy duyên trong sự việc đó mà xong. Việc gì càng gây thì gây, càng nói thì nói, nhưng xong bù xuống. Cái này quan trọng lắm á. Nên các cụ sống chung với nhau, các cụ à, cái gì không vừa bụng, không vừa lòng thì A-di-đà Phật đi. Ngủ chung với nhau mà có cái bà nào ngái có không các cụ? Có. Ban đầu thì chưa quen, chứ từ từ quen rồi giống như bà kéo đờn cò cho mình ngủ vậy. Cảm ơn. Mình vừa ngủ mà bà còn kéo đờn cò để gu mình ngủ. Mới đầu tiên mình nghe đờn cò chưa quen các cụ, cái tâm mình còn bực bội, mình bước vô mà mình nghe bà làm lúc đó mà các cụ mà bực bội một cái là cái tiếng nó khọt 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 lên vậy đó. Các cụ bắt đầu mà tức, các cụ quay làm nè, thứ gì ăn cho cố ngủ ngáy niệm Phật giảng sanh mà kỳ cục, ngủ gì đâu. Xong á nhìn cái miệng thì thậu là thậu kìa, ôi cái miệng gì kìa. Lúc đó mà ngủ không được, nhìn người ta sân si, trong khi bả thì bả kéo đờn cò bả ngủ ngon lành, còn mình thì cứ nhìn bả hoài để tức. Tại sao lúc đó không nhìn bả mà tội nghiệp bả? Xong ngày mai gặp mấy bà kia nói nhìn vậy đó bằng đêm ngủ ngáy mặt thấy ghê lắm. Cái bà nọ nói em thấy chị cũng ngáy, cái mặt thấy ghê. Ngáy đâu mà ngáy? Chị ngáy sao chị biết? Lúc chị ngáy là chị mê ngủ, người ta mới thấy, chứ ai mà chị mà thấy đâu. Chị thấy người ta mà chị không thấy chị. Cái bà đó bà ngủ sớm bà ngáy trước, còn chị thì ngủ trễ, chị ngáy á đặng trễ. Tôi nè, tôi ngủ sao nhất tôi chịu hai bà nè, tôi còn không buồn. Bà chịu có một bà rồi bà ngủ rồi. Cuối cùng hai cái lo phát thanh nó kêu một lượt. Tôi nghe kêu sùm. Tôi quay qua thì bà này cũng khò, bà kia cũng khó. Bà chiên bà xào sùm. Tôi tưởng là tới giờ ăn cơm không. Nhưng nhờ tôi nghe thầy giảng, tôi nghe chiên xào, tôi cũng nghe A-di-đà Phật. Cuối cùng từ chỗ đó mà tôi rèn được cái tâm tôi niệm Phật trong cái cảnh chiên xào nấu nướng. Nên mới nói là câu Phật hiệu áp dụng trong mỗi lúc mỗi nơi. Mỗi một con người, ai mà muốn mình ngái các cụ, ai mà muốn mình khò, không ai muốn mình xấu đâu các cụ ơi. Nhưng mà cơ địa mỗi người khác nhau, khi ngủ rồi nó khác. Có cái bà kia, bà chưa ngủ, bà nhìn bà này ngủ, bà nói cái tướng đàn bà gì mà ngủ vô duyên vô dụng. Nằm ngủ tự nhiên đưa nguyên cái tay vào. Mấy bà nhiều bà nói tục tiểu lắm nghe. Ngủ đưa tay vô, chịu lại sợ bay hay sao? Cái bà kia bà dặn lên, bà nói thầy con mẹ này nó nói chuyện gì đâu mà chuyện quá tục tiểu thầy. Con ngủ con làm sao kệ gì mà nó nói con sợ bay. Cái bà kia bà nói bởi vì nuôi bà già ghê lắm, nó nói rõ ràng trắng trợn á.
Con ngủ sao kệ con. Bà kêu nó vô duyên lắm thầy, nằm kế trước mặt con, ngủ đưa nguyên bàn tay chụm lại, cứ gãi ngứa hoài vậy đó, gãi kỳ cục. Tức còn hơn cái gì đàn bà con gái ngủ vô duyên vô dục. Đã đưa tay chịu lên rồi mà thành bành ra vậy nè. Con thấy gì vô duyên vô dùng còn hơn gì nữa. Rồi xong những đứa nó bả vô duyên vô dùng. Rồi được rồi, để những đứa xử cho. Tối những đứa lỡ ngay cái phòng đó cái giờ lúc 2 giờ khuya. Thì hai bà ngủ hết. Một bà thì để tay sợ bay, một bà thì đưa vô cái đít. Những đứa lấy cái điện thoại, những đứa quay cái bà để cái tay ngay cái đít. Rồi bà cái miệng thì gì, còn tay chân thì gì nè. Xong sáng nhà Đức kêu hai bà lại, nhà Đức nói coi bà coi hai bà này cũng là mười hai mươi chứ không có ai mà thua ai. Bà trên bà dưới, bà nghiêng bà ngã, bà nhìn đi. Bà coi bà nói ủa sao kỳ vậy ta. Nó kỳ gì kỳ bà đó. Kỳ gì nó rõ ràng chưa. Mà quay động luôn cho bà thấy đó, chứ không phải quay đứng đâu. Quay hình động luôn. Trời ơi bà ngủ mê quý vị ơi. Ngủ mê mà. Ngủ mê xong cái gì nè. Rồi đâu cái kiểu mà quạt gió mà nó hầm nó ngứa. Nó đổ mồ hôi quý vị. Chút cái thọt tay vô quần. Quay lại hết luôn đưa cho bà coi. Từ đó về sau hai bà bắt tay giải hòa thân thiết. Chỉ cùng hỏi cùng thiền. Nên bà nào mà đổ thừa bà nào là những quan cứ làm cách đó đó. Canh 2 giờ khuya đến là biết là lộ tướng hết trơn à. Lộ hết. Mấy cô trẻ cũng vậy, ngủ nói nhau ngái, nói này nói kia. Những đứa canh 2 giờ khuya, những đứa quay, những đứa mở cửa phòng từng người ngủ đâu có ai. Những đứa vô, những đứa thấy to nhìn. Kể như là thôi tha hồ mà nhìn. Nhìn mà sáng mắt mỏi nó ụt lẹo luôn. Kinh khủng thiệt. Nhiều bà dùng kiểu mà đồ quần lam mấy vị. Kéo lên tuốt ở trên. Những đứa lấy cái tay, những đứa gịch cái quần kéo xuống. Mấy bà kéo lên. Đúng là vô duyên cái ghê vậy tàu. Ngủ vậy đâu mà nó quá kỳ cục. Thấy chưa. Quay lại hết trơn đưa mấy bà coi, nói ơ sao kỳ vậy ta. Không có đưa lên mạo mà cho mấy bà coi, để khỏi bà nào đổ thừa bà nào. Một bà thì nằm kế tường thì đưa cái chân lên tường gì nè. Một chân thì gì quý vị, một chân thì gì nè. Vậy đó nói bà coi bà ngủ nè. Cái tướng bà nói ai. Nói bà ngủ sao mà ngủ vô duyên vậy. Ngủ một chân đưa dài, một chân đưa lên tường là làm gì ạ. Bà định bắn tên lên trời. Ngủ thấy ghê. Nó vô thấy lộ tướng hết trơn. Còn nhiều bà thì kéo áo lên. Kéo lên vậy nè. Lòi tùm lum ra. Xong những đứa lấy tay, đứa kéo xuống rồi. Sao nó vô duyên ghê chạy. Kỳ cục. Ngủ mê mình kéo xuống vậy. Kéo lên lại. Nó thôi thôi tôi mệt quá. Ghê gớm quá. Bợ giết rồi sống gần giết quý vị. Không có cái nghĩ ngợi gì nữa, không còn cảm giác. Tại vì ra sao? Ghê gớm quá mà cảm giác. Hiểu không? Nên bây giờ giết bây giờ giống như chai mắt. Hồi xưa thì còn nổi dài một lẹo chứ giờ không còn một nào nổi được. Ghê gớm quá mà. Nó quý vị ơi, cái nghiệp của người nữ nó nặng hơn người đàn ông dữ lắm quý vị. Nặng lắm. Buồn dặn hận trách tỉ mỉ lắm. Tỉ mỉ dặn hơn á. Đó. Nên từ nơi đó mà Phật mới chế giới cho người phụ nữ nhiều giới. Nên quý vị cố gắng đi. Đừng có bao giờ mà trách hờn nhau. Ai cũng có tội lỗi chứ nghe không. Này là nhà Đức nuôi chúng, nhà Đức kinh nghiệm rõ ràng. Mỗi người mình hãy tự nhìn mình mà cố gắng tu tập. Ai ăn nấy no,
mà ai tu thì có chứng, y quên thì thay lấy chứng. Lộn hoài, kỳ cục quá. Ai tu nấy no, ai tu nấy, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, chứ không phải là ai tu thì có chứng. Nên từ nơi đó quý vị ơi, bởi vì sao Phật pháp lâu lâu nó phải chen vô vài câu, nó làm cho ta cười đỡ buồn ngủ, thấy không? Mà đỡ đau chân nữa các cụ à. Ừ. Bởi vì đời này mình phải quyết chí mình về cực lạc mới được nghe các cụ. Ở bên hậu pháp có một bà cụ mà bà bị bỏ rơi á. Bà này ngủ ghê. Mỗi lần mà gặp mặt những đức làm gì nè? Mỗi lần mà gặp những đức đi qua là bà làm gì nè? Giảng sanh, giảng sanh, giảng sanh. Ừ, giảng sanh, giảng sanh. Sáng nào gì đức bước vô cái là bà gặp những đức rồi. Bà đang ăn cơm, để chén cơm xuống. Giảng sanh, giảng sanh, giảng sanh. Ừ, giảng sanh. Ngày nào gặp nhau làm thiết ghê chuyện. Cũng vì bà làm như vậy mà tự nhiên phước bà tăng lên quý vị ơi. Cái bà cụ mà bị con cái bỏ rơ á, ngộ ghê, bà có con chiêu bà chơi tới mờ bờ tới bến luôn. Bà mới vô chùa bà biết á, bởi vì không có đơn giản. Bởi vì mình tập mình dễ tính đi, con cháu nó nuôi cũng dễ quý vị ơi. Bởi vì tại sao người ta không nuôi, nó có cái khó. Cái bà đã mới vô chùa nghe quý vị, bà thì vậy đó. Nhưng mà bà chuyên gia, bà có một cái bệnh. Mỗi lần bà đi cầu là bà không bao giờ kêu, mà bà đi luôn. Xong bà bốc phân ra, bà chà vô mặt với bà ngồi kế bên. Chịu sao nổi. Kỳ cục gì biết sao luôn á. Mấy bà già ngồi kế bên, bà nào bà nấy chạy mất dép. Thì bà chơi chiêu khác. Chiêu gì? Bà giò tròn tròn bà liền. Chơi gì bán đạt. Con lặng. Bà vô cái bầu hộ niệm, bà ngồi bà niệm Phật á. Thì ngồi niệm cái điều hộ niệm. Thì nhiều bà già vừa niệm Phật mà bà ngồi bà làm gì nè. Thì coi có không, đi ngồi hộ niệm là ngồi chút là ngủ gì nè. Cái bà này bà chơi ác đạn, bà đi cầu bà dò cụ bà liệt vô cái miệng của nó. Bà liệt sao bà lọt vô cái miệng. Thì cái bà kia để tin gì nè, ơi chút bà giật mình vậy bà làm nè. Trời ơi, bà lấy ra bà nhìn qua bà thấy biết bà này. Bà khóc bà dậy dựng như đó quý vị, quý vị. Rồi bà ngồi cái người em làm nè, chết mày chi. Trời ơi, già chơi kỳ cục quý vị ơi, là quý vị. Chơi gì mà kinh khủng như vậy đó, không biết sao luôn đó. Ờ, mà mỗi lần gặp trên đức là gì nè, giảng sanh, giảng sanh, giảng sanh. Giảng sanh, bữa nào cũng hỉa liền tùm lum nhưng mà giảng sanh. Rồi xong bữa đó như đức lợi, đức nói cho bà nghe nghe. Từ hôm nay nha, tôi nói nha, ỉa mà liền tùm lum nữa chứ, là tôi nhét vô miệng mà cho bà biết, chứ tôi không có cho bà liền ở đâu đâu nghe không. Một là nhét vô miệng, hai là đem ra đùi tôi để ngoài đó đó, gán chịu. Xong khóc gì mà khóc, là bộ khôn thành tinh. Nhưng đức không, nói chuyện cũng tiếu. Khôn thành tinh, làm bộ hoài. Không vậy chứ nha. Nói rồi đó nghe. Vì mà tới giờ bỏ luôn. Không dám đó quý vị. Không mà như đức làm thiệt đó nghe. Cãi là như đức đem ra ngoài xăng, như đức để thiệt đó chứ không có giỡn đâu. Sợ lắm, không dám. Từ đó sao đâu có dám, chơi ác đạn. Nó ngồi gần lấy phan chay vô mặt mấy bà kia. Mà ngoại liên niệm bị chen lặng. Bà chết queo rồi. Lấy phân chay vô mặt bà cụ. Xong bà đang ngủ mê, nó chay vô mặt. Xong bà đang ngủ, mở mắt ra dính chùi. Túi ồn. Kinh khủng chưa, chơi vậy đó quý vị. Đúng là nhiều bà già, đúng là cao thủ mà.
không ai chịu nổi chứ quý vị ơi. Vì tôi nói mà tôi mà không kiên nhẫn sao tôi chịu nổi, ghê lắm. Bởi vì nuôi mà già là phải kiên nhẫn, tới già đổi tính kỳ cục lắm, đổi tính lạ lắm quý vị. Bởi vì khuyên quý vị còn trẻ cố gắng niệm Phật quý vị ơi, thấy không? Đừng có đợi tuổi già, không có biết nhiều á nghe, không có biết nhiều đó. Nên nhận thức được vô thường thì bản thân siêng năng niệm Phật. Nên những cái bài chia sẻ Phật pháp của những đức là nó xác thực nhất trong cái cuộc đời này luôn, xác thực nhất. Nên mấy anh em nam còn trẻ trẻ gì nè, phát triển cái tâm tu lên, siêng năng niệm Phật. Làm gì làm, một ngày bấm 5.000 câu, cho ai nghiêm túc nhất ghi 5.000. Mấy cô 5.000 ban công quả. Làm gì làm phải niệm Phật. Sau này mà đông á nghe, bây giờ mấy chú thì nấu ăn lai rai, sau này mà đông á, có người đông là bố trí thêm cái ban nào mà không nấu ăn á, ban chăn màn đồ đó, gom lại hết cho một tuần mấy bà nấu một buổi. Để làm chi? Để mấy bà biết được cái nấu cơm nấu ăn cũng không đơn giản. Như bên Hậu Pháp bữa nay, mỗi tuần thứ sáu là cho nhóm của Liên Diệu nấu ăn buổi sáng, cho nhóm Liên nhẵn lên trên điện tu. Để làm chi? Mấy bà nấu ăn được một buổi, hoặc là có những tuần thứ tư, những tuần thứ năm thay dòng vậy đó, không biết tuần nào thay đổi hoài, mà cứ một tuần là được nấu một buổi. Để làm chi? Để cảm nhận được khi người ta nấu cơm cho mình ăn nó cũng có cái khó. Rồi mấy cái bà mà nấu cơm á, lên trên điện tu buổi sáng, để mấy bà cảm nhận được buổi sáng lên trên điện tu nó xây dòng, nó làm cho tạo dựng cho ai cũng biết làm hết chứ quý vị. Và tự nhiên ai cũng thấy công việc của mình làm và công việc người ta là nó có cái khó khăn của nó, để mà con người ta phát triển được khả năng của người ta lên. Nó nên mình mà làm gì sau này chùa mình giỏi dữ lắm. Như bây giờ mấy thầy mấy chú nấu ăn được rồi, thấy chưa? Nó cứ là tới tháng nghỉ một lần. Ví dụ từng chủ nhật từng này những đứa ở bên kia, từng chủ nhật từng nào sao ở bên nào, những đứa cũng ban vô những nấu chung. Vui lắm quý vị ơi. Anh em nhau nấu chung vui lắm. Hồi sáng này nè, những đứa xuống chiên đồ ăn, niêm trộn, bước chiên rầm rầm luôn. Nấu buổi ăn ra, công nhận vui ghê. Không, mình làm vai trò lớn cỡ nào cũng vậy, có những khi bản thân chúng ta cũng phải xuống dưới mình làm chung với mọi người, tự nhiên nó có cảm giác sâu sắc lắm quý vị. Nó nên trong cái cõi này bệnh hoạn đau buồn đủ chuyện hết chứ, đời đạo gì nó cũng có, nhưng mà chùa mình là nó đỡ dữ lắm, vì nó giải tỏa được nhiều thứ lắm rồi. Nên quý vị ơi, cái đặc biệt khi bệnh đau buồn phiền đừng có sợ, chúng ta đã có câu Phật hiệu rồi. Nên ngài Hoằng Nhất Đại Sư thì nói một câu, một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không dùng thật là ngu lắm mà. Hiểu không? Cứ áp dụng đi. Buồn phiền bệnh đau ung thư sida hôi nách, niệm Phật đi, từ từ hết. Ôi ôi, hồi xưa nhà Đức ngoài đời nghe mua thuốc sức nách suốt luôn, mà mỗi lần mà yêu ai mà muốn chọc người ta lỡ gần, ta nghe mùi không yêu mình. Vì sao? Hôi nách thấy ghê mà tìm mọi cách chứ không hết hôi quý vị ơi. Nó hôi cánh gì đâu mà kinh khủng luôn, cánh mình mà ngửi cánh. Gặp mà quýnh ai khỏi cần quýnh, chỉ cần lấy cái nách ụp vô lỗ mũi nó sẽ xỉu. Nó hôi dã man đến mức như vậy quý vị nghĩ đi, ai chịu nổi. Vì mà ăn chay niệm Phật mà bây giờ thơm thôi ghê, lạ chưa? Hòa Thượng Tịnh Không giảng rõ ràng mà, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng là ngài cũng hôi miệng nữa, không biết cái túc nghiệp gì nó chuyện cái hơi nó hôi kinh khủng, cơ thể hôi hám dữ lắm, hôi nách hôi dữ lắm.
Vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày tu khi mà chuyển nghiệp là cơ thể hết thôi. Mà có một vị mà gọi là tên gì Phật sống vậy đó, mà nói rằng Hòa Thượng Tịnh Không là người chết yểu, người không có phước chết yểu. Vậy mà từ khi giảng pháp phi người niệm Phật, vài năm sau gặp lại vị đó nói ông sống thọ phước cực kỳ lớn, khuyên người niệm Phật, niệm Phật, khuyên người niệm Phật chuyển nghiệp. Hay ghê không? Đúng không? Nên ai mà hôi nách, hôi cánh, hôi tùm lum, niệm Phật ăn chay là phương pháp hay nhất để giải nghiệp nha quý vị. À, như bản thân Nhân Đức, à, nếu nói về ho thì quanh năm quý vị, mà bệnh thời gian lâu hết. Bởi vì thấy Nhân Đức mà nếu mà bình thường nhìn không thấy Nhân Đức bệnh, thấy như trạng thái nó khỏe lắm nha, bình thường, tâm trạng đồ rất bình thường. Tuy bệnh mà sống với bệnh bình thường là ngay chỗ nào? Ngay chỗ nào? Không sợ chết. Nhớ kỹ, đa phần chúng ta là bị cái bệnh gì? Sợ chết. Chỉ có ngay cái chỗ sợ chết thôi. Có nhiều người nói rằng con có sợ chết thầy, nhưng mà con sợ là chết thì nó chết cái một đi, chứ mà nó rề rề mệt lắm. Nếu nói vậy thì gì, có gì đâu gọi là khổ. Đang sống bình thường nó muốn chết thì nó chết cái một, thì đâu có khổ của cõi ta bà, đúng không? Nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là muốn sống không được, muốn chết không yên. Chúng ta có chết liền hay là chúng ta từ từ chết, hay chúng ta là chết cái một, hay chúng ta nó làm cho mình te tua tả tơi chết như thế nào mặc kệ nó. Còn chúng ta sống một ngày phải sống đặc biệt một ngày, đúng không? Nên mỗi một người, bớt âm thanh đi, nó vang rồi đó, cứ bình thường đi. Nên mỗi một người mình khi mà bệnh đau hay sự cố buồn chán gì mà mình mà có thể giữ được trạng thái tự nhiên, đó là gì? Vì mình nghĩ cuộc đời này nó vô thường quá, sống nay chết mai, có gì ở cõi đời này cầm theo được đâu. Nên chúng ta mỗi ngày có một phương pháp tu, có biết niệm Phật, có một phương hướng đi về, bất cứ lúc nào thì mình cũng chấp nhận đi theo Phật A Di Đà về. Dù bây giờ mình làm bao nhiêu chuyện gì đi chăng, nhưng chúng ta luôn luôn nghĩ cái chuyện mình về thế giới cực lạc là chính. Nếu cái tâm mình mà thường nghĩ như vậy thì quý vị biết rằng là trong cái cuộc sống này mình vui nhiều. Mình vui rất là nhiều, vì sao? Vì mình lúc nào mình cũng có cái hướng đi về hết chứ, đặc biệt quá. Nhất là trong cái thời cuộc này bệnh đau nhiều lắm nha quý vị. Một số nước trên thế giới bây giờ đang phát dịch, đang phát dịch bệnh. Mình ở đây mà thấy ho hen cảm xúc là mình biết dịch rồi, thấy không? Mà giờ dịch gà gì mình cũng sốc. Nên á, thì mình phải sống cho đặc biệt. Ví dụ như ho một cái A Di Đà Phật, thấy không? Mũi chảy xuống hít lên A Di Đà Phật. Còn nếu mà thấy nó đầy quá mà hít ra thì hít ra A Di Đà Phật, đúng không? Kiểu này mà nó hít văng ra thiệt cục. Nên từ nơi đó mà câu Phật hiệu nó áp dụng cho mọi lúc mọi nơi mọi chỗ quý vị. Có nhiều người nói thầy ơi, thầy ngưng giảng đi thầy, tại tiếng này nó khang tiếng luôn. Một là nó tắt luôn, còn hai là nó phải hết. Chứ sao? Nên bây giờ mỗi ngày mà mình công việc của mình là mình phải làm quý vị.
không? Công việc gì phải làm cho hết lòng. Mỗi công việc gì mình phải làm cho hết mình thôi. Mình sống gì cái lương tâm mình nó đặc biệt vậy lắm. Nó ngày mai bắt đầu sáng mai Như Quang chở mấy cô đi mua bánh. Đi mua bánh chứ mình. Nên những đứa hồi chiều ngồi suy nghĩ. Bánh thì các cụ mình đâu có thiếu ăn đâu. Nè, bữa nay ăn bánh này các cụ, chúc người cái bánh với hộp xưa. Thấy chưa? Các cụ qua nghe pháp một chút là thấy có thành quả, thấy chưa? Cái bánh ngon lành viên hộp xưa. Thấy chưa? Đó. Thấy ngon lành, thấy cụ thấy không? Cái này là gọi là ưu ái cho những người bên cạnh. Chứ mấy Phật tử ngày Chủ nhật mà ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ mà có một hộp sữa, có cái bánh gì đâu cụ. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó. Kệ mỗi tuần giảng pháp cứ mua cái hộp sữa hay cái gì lạ lạ thì có cụ mình. Với cái bánh gì ngon ngon như có cụ. Kệ. Cứ ăn đều đều vậy. Thì Tết như Đức nghĩ rằng là đối với bánh trái thì chùa mình không có thiếu cụ ơi. Bánh này bánh kia mà Nguyễn Đức nghe nói bánh gì lạ lạ là mua cho các cụ hết trơn. Nếu mà các cụ mà ăn được bánh xe như Đức cũng mua. Chỉ mà Tết nhất mà nói mà mua ngừng cái bánh xe mà ngồi ăn lại gai thì Đức cũng mua đại cho ngừng cái. Nên cầm. Nên từ nơi đó mà mình mua ăn hết rồi. Nên những Đức tính với mấy cô nên mua hạt nhiều. Ví dụ như ha gì hướng dương, rồi hạt bí, thấy không? Hạt đậu có không? Có hạt đậu không? Đậu phộng. Đậu phộng mà sấy á, mấy cái hạt nó ngon lắm nghe. Tại vì đồ ngọt ăn nó ngán quá nên mình cũng mua, mà mua vừa vừa. Mà mình tập trung mình mua hạt cho nhiều. Thật sự mà nói sinh hoạt đồ này kia mà ngồi cắn lay ray, cắn ghiền lắm nha các cụ. Tuy nhớ này, nhớ tí tí chứ ha. Mấy cái họ hạt gì hán dương hả? Hay gì hán? Hán dương. Ừ. Cắn cục cục, tại vì cắn miếng nó trong cái tí à. Nên mình ăn cái nó làm cho mình mất ngay. Mới cắn hoài. Nó ăn hoài mà không thấy no, mà thấy ngon. Thấy không? Nên mua hạt cho nhiều. Mỗi bên chùa mua mấy trăm ký hạt. Mấy trăm ký á. Tới nguyên mùa Tết thầy trò tha hồ mà cắt. Thấy không? Đó. Không, cái này đặc biệt lắm, tính kỹ lắm quý vị ơi. Như năm ngoái bên hộ pháp đi, mua bánh nó nhiều loại bánh lắm các cụ. Ăn tới khi mà Tết xong bánh còn dư nhiều lắm, bánh ngọt. Nhưng mà riêng hạt là hết trơn. Năm nào cũng hết hạt trước chứ. Nên mấy năm mà như Đức kinh nghiệm. Nên năm nay đánh vào cái chỗ mua hạt cho nhiều. Mình đi lợi chợ mình mua nào hạt bí, hạt đậu, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng gì mình mua. Chứ phụ có gì mà cắn. Hiểu không? Nó nên ta thấy cái đó được á. Nó được. Nên ngày mai bắt đầu sáng mai những quan chở bên đây 2 nàng, Tùng Lâm 2 nàng, Hộ Pháp 3 nàng. Là những quan chở 7 nàng đi xuống dưới thành phố bỏ mấy bãi dứt. Nó rồi mua bánh hết. Ở dưới thành phố có Phật tử, người ta chuẩn bị 2 chiếc xe tải. Mà mình định đi xe của chùa, nhưng mà người ta nói rằng thôi để cho người ta kết duyên, nghe pháp mình giảng mỗi ngày cho người ta, cho 2 xe tải chạy lại chợ rồi chở bánh đồ. Cứ là mình gom mình đem ra xe, rồi người ta chở về đây cho mình, rồi sẵn về đây người ta thỉnh tượng Phật, để người ta về người ta thờ luôn. Tại nghe pháp mình giảng á. Hồi sáng này những Đức cũng tính là cho xe chùa đi á,
Nhưng mà thấy người ta cứ mong được kết duyên, thấy vậy thôi để cho người ta. Mình chỉ đi xuống dưới lựa đồ xong hết, rồi xong rồi mình mới gom về một vị trí. Đó là những quan luôn là tính ra 7 người đi, rồi mua. Rồi ví dụ như vị trí đạo tràng 3, thì cái bịch nào của đạo tràng 3 thì mình cầm theo cái viết, mình ghi, mình dán thì sao tấm giấy á, đạo tràng 3 Đại Tùng Lâm thì bên Đại Tùng Lâm của Thanh mua xong thì dán vô Đại Tùng Lâm. Bên Hộ Pháp thì bên Hộ Pháp thì dán chùa Hộ Pháp. Thì khi mà về rồi coi theo cái tên đó mà lựa ra. Bên nào á thì mình làm rõ ràng vậy đó, nghe không? Nó nên nó kệ, mua cho nó dư dư đi cho nó chắc. Rồi sớm những đứa kêu mấy cô à, mai đi mua đi, đưa cầm theo 10 triệu đủ không biết nữa. Ba chùa mua nhiều vậy 10 triệu đủ không ta? À, đủ không cô bà, cô châu? Không hả? À, 10 triệu không đủ thì cầm theo 12 triệu. Cái cầm nhiêu cũng được miễn đủ thôi đúng không? À, nên á, sẵn lên trên đó nếu mà nhà bếp thiếu cái gì chút đỉnh thì mua luôn, sẵn trở về. Còn nếu mà khó thì khỏi, như nước ngọt đồ này kia thì thôi khỏi, về đây mua cho ta trở lại cho nó gần. Chứ mua nước ngọt cho nó nặng dữ lắm, bánh đó chứ cũng gần đầy 2 xe tải trong chuyện dẫn nó chơi đâu nghe, mua dữ lắm á. Ừ, nó nên đó, năm nay mà ta vô chùa ta ăn Tết, nghe nói mấy cái đồ miền ngoài ta điện thoại vô người ta đặt chỗ. Như Đức nói có cái chỗ cái khách sạn trong chùa, nó có cái phòng khách sạn rộng dữ lắm, bằng đêm ngủ là nhìn sao trăng đồ đầy. Nên những Đức mua đâu mấy chục cái mùng, một số mùng chụp á, là ở đây mà không có chỗ ngủ á, thì cho người, 2 người một cái chui vô mùng ngủ, trải chiếu ở ngoài sân đại vậy đó. Vậy mà nhiều Phật tử người ta nghe vậy người ta phái lắm mấy vị ơi, nó ăn Tết gì nó lạ lạ. À, nên á, nhưng mà năm nay á, phát triển ngôi chùa phía trước á, thì đưa một số cụ ra ngoài đó. Ồ, một số cụ ngoài đó bữa nay có vô đây nghe pháp không ta? Chắc đâu có vô hả? Ngoài đó là điểm chùa mà thôi, ngoài đó tu đi. Họ đưa ngoài đó nhiều quá mà sao chùa mình sao cũng đông y tinh vậy ta? Đó, nên á, đưa ra ngoài nên bây giờ mình ở đây mình cũng dư được một số phòng đúng không? Thì gom các cụ lại, phòng nào đẩy chung vô phòng đấy, để dư chỗ nào dư ra dư, để khi những người muốn vô thường trụ trong thời điểm này nè. Thôi chúc quý vị an lạc, ai với đồng nào. À, chúng ta chắp tay niệm Phật hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.